Dự báo thời tiết đêm 20 và ngày 21 tháng 8 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.